Bà Thủy phát hiện ra sự thật, nên lập tức muốn hại người để bịt đầu mối. Mời các bạn đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Và sau đây là các diễn biến chi tiết của bộ phim. Linh đang lục tìm thứ gì đó trong phòng, thì vô tình bà Thủy bước vào và đã phát hiện ra tất cả. Bà Thủy hỏi Linh rằng, cô ta muốn làm gì? Chẳng phải thì đã chết rồi sao? Cô ta còn muốn gì nữa mà tìm đến đây, rồi lục tung tất cả lên như vậy? Linh sợ hãi nói rằng, mình không làm gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bà Thủy lúc này gương mặt đã đanh lại. Bà ấy nhìn Linh với ánh mắt đầy nguy hiểm và nói với cô ta rằng, đừng tưởng những chuyện mà Linh làm thì bà Thủy sẽ không biết. Bây giờ thì bà ấy đã có hết tất cả những bằng chứng trong tay về việc cô ta cố tình sát hại Thi. Nếu như những bằng chứng này được đưa đến tòa án thì cuộc đời của Linh cũng xem như bị chấm dứt. Linh nghe đến đây thì vô cùng sợ hãi, đến nỗi tay chân bủng rủng, không thể nào đứng nổi nữa. Cô ta quỳ xuống và cầu xin bà Thủy hãy tha thứ cho mình. Nhưng bà Thủy cười khinh bỉ nói với Linh rằng, người cô ta cần xin lỗi không phải là bà Thủy, mà chính là trước vong linh của Thi kia kìa. Nhìn vào tấm ảnh thờ của Thi, Linh lại càng sợ hãi hơn nữa, nhưng vì muốn bảo vệ bản thân mình, Linh ngay lập tức thừa nhận là do cô ta đã làm sai, vì quá ghen tuông và đố kỵ với Thi mà mới có những hành động nông nổi như vậy, cầu xin bà Thủy hãy tha cho cô ta. Bà Thủy cười khinh bỉ đáp lại, nếu bây giờ bà Thủy bỏ qua cho cô ta, thì ai chịu bỏ qua cho con gái của bà Thủy? Nợ máu phải trả bằng máu, Linh đã cướp đi tính mạng của con gái bà ấy, thì cô ta cũng phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Vừa nói, bà Thủy vừa tiến đến gần chỗ của Thi, rồi đưa tay bóp cổ cô ta. Với bản năng tự bảo vệ, Linh ngay lập tức gỡ tay của bà Thủy ra. Hai bên xảy ra xô xát, Linh sợ bản thân mình gặp nguy hiểm nên đã đẩy bà Thủy té ngã xuống sàn. Người làm nghe có tiếng động mạnh thì ngay lập tức chạy lên phòng để kiểm tra tình hình. Thế bà Thủy đang nằm sóng xoài ở trên sàn như vậy, người làm lập tức hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà Linh lại xô ngã bà Thủy. Bà Thủy lúc này nói với bà Lành rằng Linh đang muốn bỏ trốn, bà Lành ngay lập tức phải giữ Linh lại để giao cho công an. Bà Lành nghe như vậy thì cũng lập tức tìm cách để khống chế Linh. Nhưng bà Lành còn chưa kịp ra tay thì Linh đã túm lấy cổ áo của bà Lành rồi bóp cổ của bà ta thật chặt. Cô ta sẽ không bao giờ để cho bản thân của mình phải đi tù, và cô ta cũng nhắc cho bà Lành nhớ, hai người họ đang ngồi chung một thuyền với nhau, nếu như Linh đi tù thì bà Lành cũng sẽ không được yên ổn đâu. Bà Thủy nghe vậy thì cũng ngơ ngác, hỏi rốt cuộc chuyện này là sao. Lúc này Linh đanh đá nói rằng sở dĩ cô ta có thể hại chết con gái của bà Thủy là vì có sự giúp sức của bà Lành, chính vì vậy mà từ trước tới giờ từ những kế hoạch vu khống cho Thi hay ghép cho làm những tội danh ngoại tình cũng là do một tay Linh sắp xếp, chứ không riêng gì chuyện ám hại Thi cả. Nếu Linh là hung thủ thì bà Lành cũng sẽ là đồng phạm. Bà Lành với gương mặt sợ hãi nhìn về phía của bà Thủy, cầu mong bà ấy tha thứ cho mình. Nhưng tại sao bà Thủy lại có thể tìm ra manh mối liên quan tới cái chết của con gái mình nhanh như vậy? Liệu đây có phải là sự thật hay lại là giấc mơ của một ai đó? Tất cả sẽ có trong các diễn biến tiếp theo của bộ phim Tình Yêu Bất Tử. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ chúng mình nhé. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.